có một đoạn kinh tôi vẫn chưa hiểu rõ đó có phải là mê tín và phù hợp với luật nhân quả không ông sư giải đáp từng từng rõ ý nghĩa bài kinh tăng chi bộ chương 4 rồi à, tại sao Đức Phật nói việc buôn bán thành hay bại là bởi hứa hẹn và giúp đỡ một vị sa môn hay bà la môn chẳng lẽ cứ hứa hẹn và giúp đỡ một vị sa môn thì mọi việc buôn bán đều sẽ trôi chảy hết hay sao? Hay là ý nghĩa của bài kinh này nói về việc được nhiều phước nhờ cúng dường chư tăng, từ đó việc buôn bán thuận lợi theo. Đây chỉ đọc chích thôi ha. Rồi tôn giả Sariputta ngồi một bên, tôn giả Sariputta bạch đức Thế tôn, bạch Thế tôn do nhân gì duyên gì ở đây hạng người do buôn bán như vậy đi đến thất bại do nhân gì duyên gì bạch thế tôn ở đây có hạng người do buôn bán như vậy không thành tựu được như ý muốn do nhân gì duyên gì bạch thế tôn ở đây có hạng người do buôn bán như vậy thành tựu được như ý muốn do nhân gì duyên gì ở đây bạch ở đây có hạng người do buôn bán như vậy lại được thành tựu như ý muốn ở đây này sa lý bút tá có hạng người đi đến vị sa môn hay bà la môn và hứa hẹn như sau Tư tôn giả hãy nói lên điều tôn giả cần giúp đỡ. Nhưng người ấy không cho như đã được hứa. Nếu từ chỗ ấy mạng chung đi đến chỗ này, dầu cho người ấy có buôn bán gì, buôn bán đi đến chỗ thất bại. Rồi, tóm lại đó, ở đây đó, đối với một người khi mà đi đến một vị sa môn hay bà la môn mà có hứa như thế này à, thưa tôn giả À, khi nào đại ý là khi nào mà ngài cần giúp đỡ đó thì ngài nói cho con biết nhưng mà khi mà được yêu cầu á, thì vị này không cho như đã hứa ừ. thì người đó nếu như mà mệnh chung á, à, khi mà tục sanh qua đời sau kiếp khác thì giàu cho người ấy có buôn bán gì thì buôn bán đó cũng đi đến chỗ thất bại đây có phải là tà kiến hay không thì sư đưa ra một cái một cái ví dụ khác quý vị sẽ hiểu đó là gì đối với người đối với người mà do đời này họ có bố thí đời sau họ được giàu sang có nhiều tài sản một người do đời này họ trộm cắp đời sau họ không có tài sản một người Do đời này họ à, không sắc sanh, đời sau họ à, được sống lâu. Một người do đời này họ à, sắc sanh, đời sau họ à, phải yểu mệnh. Thì như vậy quý vị thấy có lý hay không? Ừ. Cái luật nhân quả vốn dĩ là như vậy. À, chẳng qua là cái này mình thấy nó lạ thôi. Bởi mà bởi vì sao nó lạ? Bởi vì xưa giờ mình chưa có biết xưa giờ mình chưa có học ha? À, còn khi mình học mình biết rồi thì đây cũng là một cái vấn đề thuộc về nhân quả cũng giống như đó một người bệnh một người bệnh nhiều nếu mà mình cứ nghĩ theo cái lý bình thường à, chắc có lẽ hội đời trước họ làm cho người khác bệnh nhưng chưa chắc nha. trong kinh nghiệp phân biệt đức thế tôn nói là một người do đời trước làm cho chúng sanh khác bị đau khổ thì đời sau à, họ sẽ có sức khỏe kém nha. Một người do đời trước họ à, không có làm cho chúng sanh khác đau khổ bằng gậy gọc tức là đánh đập chúng sanh khác đó thì à, đời sau đó họ sẽ có sức khỏe mạnh. Thì quý vị thấy đó, cái cái việc mà mình đánh đập chúng sanh khác thì nó có dính dáng gì đến bệnh hay không? Ừ đấy nhưng mà nó nếu mà mình hiểu nó linh hoạt một tí là mình sẽ biết à đó là gì một người tỷ họ có sức khỏe vượt trội hơn chúng sanh khác cho nên là họ mới làm hại chúng sanh khác chính bởi vì cái nghiệp như vậy chính bởi vì cái nghiệp như vậy cho nên là đời sau kiếp khác thì cái sức khỏe của họ có vấn đề thấy chưa thì quay trở lại cái tăng chi bộ kinh cái những cái lời hứa thì nó như thế này thứ nhất là khi mà mình à, hứa với một cái vị à, sa môn bà La môn tức là một vị tu sĩ à, thì thứ và khi mình thực hiện lời hứa đó thì mình được mình được hai cái phước cái phước thứ nhất là mình à, giữ gìn lời hứa tức là mình có uy tín mình có danh dự thì nó sẽ cho cái quả là cái quả có được uy tín ha và cái thứ hai đó cái thứ hai à, là cho cái phước bố thí mà khi mình có cái phước bố thí cúng dường thì mình được cái phước vật chất nha à, còn cái thứ ba nữa tức là gì cái thứ ba đó là phải nói là cái 2,5 cái 2,5 nó chưa được cái thứ ba tức là khi mà mình bố thí cúng dường đó là mình cho cái người ta muốn tức là mình thỏa mãn cái người ta muốn thì như vậy đó đời sau kiếp khác khi mình muốn cái gì thì mình được cái đó mình sẽ được như cái mình muốn đó là cái quý vị có thấy là đó là cái um, những cái cần thiết uh, cho một người để họ thành công đúng không tức là gì thứ nhất là mình có uy tín nha mình có uy tín cái thứ hai là mình muốn cái gì thì mình được cái đó ừ thì nó vốn dĩ là cái nhân quả thôi chứ nó đâu có cái gì mà mình thấy nó lạ hay là mình thấy nó là tà kiến đâu ừ. à, sẵn thì sư cũng nói tức là thường á mình gieo phước cái kiểu gì mình gieo phước kiểu gì thì mình sẽ được cái phước kiểu đó À, hồi trước khi chưa khi mà sư chưa xuất gia thì nó 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 có cái nó nó có một cái như vậy à, là khi mà mình khi mà sư bố thí đó, khi sư bố thí cúng dường thì sư thường á thường á là thấy người ta cần cái gì thì mình cho cái đó tức là cái người ta cần mình mới cho và chỉ cho đủ người ta cần thôi chứ không có cho dư ví dụ như à một người à, cần thí dụ nha, một người cần một ký um, 10.000 hoặc là 100.000, một người cần 100.000 đi. Thì sư cho họ đúng 100.000. Không có cho thiếu 90.000 cũng không có cho dư 101.000. Cho đúng 90 uh, cho đúng 100.000. Thì uh, nó được cái phước nó lạ như vậy, tức là họ chưa có xuất gia có đôi khi mình muốn cái gì thì mình được như vậy. À, ví dụ như uh, khi mà chạy uh, xe uh, xe đạp xe, xe đạp hoặc là khi chạy xe máy nhưng mà cái đường um, đường đường tối mà cái đèn xe của mình á, nó nó leo lét thì trong đầu nó nghĩ là trời cái đường này giờ không có thấy đường làm sao mà đi thì tự nhiên ở đằng sau là có cái xe đằng xe đằng sau nó chạy nó chạy tới nó rọi đường cho mình đi ừ. Uhm. À rồi, à, có những, à rồi có những rồi có lần à, khi mà đi học đi học à, hết cấp 3 thì đến một cái trường quốc tế thì có cái suy, suy tư lúc đó có suy tư là bây giờ mình muốn học cái trường này học phí ở đâu ra và mình muốn cải thiện tiếng anh học tiếng anh nhưng mà bây giờ thì học tiếng anh mà trung tâm tốt học phí ở đâu ra thì khi đó là tự nhiên là có người cho tiền học nhưng mà hồi xưa đó khi mà mình làm phước đó, thì mình cho không bao giờ dư thì à, bây giờ thì khi được phước cũng y chang như vậy người ta cho mình đó, cho đủ chứ không bao giờ dư tức là thí dụ như cần tiền học đúng không cho đúng đủ đóng tiền học đó chứ không bao giờ cho dư không bao giờ cho dư à rồi khi mình cần cái gì cũng vậy cho có nhưng mà có đủ chứ không bao giờ có dư Uh, và sau này khi xuất gia thì sư nghĩ là um, có lẽ mình có có thể cải thiện tức là gì hai việc một là một khi đã có suy nghĩ cho ai đó một cái gì là cố gắng cho liền không có để cho mình thay đổi không để cho mình đổi ý cái thứ hai đó là khi cho đó cho dư cho dư uh, cho mình không có tính toán Thí dụ như là họ cần nhưng mà cần cái cần chưa tới 2 triệu thí dụ như vậy thôi thí dụ như vậy là mình cho luôn hai triệu à, thì để mình cải thiện cái 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 phước của mình thì cái đó là có ừ. cái chuyện mà hứa hẹn cũng vậy thôi à, khi mà mình hứa à, và được người ta đề nghị mà mình thực hiện được lời hứa của người ta đó thì sau này những cái ước muốn của mình mà ước muốn của mình mà về vật chất thì nó liên quan tới công việc như vậy thôi thì mình sẽ dễ dàng thành tựu nó thuộc về nhân quả